Để mọi việc hanh thông, gần lành, tránh dữ, phát tài, phát lộc trong năm 2022. Bước 1. Mở ứng dụng Vạn Sự Kỳ Thư trên iOS hoặc Android. Bước 2. Bấm vào phần nhật mệnh. Bước 3. Bấm vào biểu tượng lịch góc bên phải. Đây chính là món quà đầu xuân dành cho mọi người đã đồng hành cùng ứng dụng Vạn Sự Kỳ Thư trong suốt thời gian qua. Biết mình, biết ta, trăm trận trăm thắng trong năm Nhâm Dần. Master Kỳ xin kính chúc mọi người một năm an lạc và cát tường.